Dù được công bố là thành viên chính thức của Rainman Việt Nam chơi là chạy, nhưng Caric chỉ tham gia vỏn vẹn được vài tập ở giai đoạn giữa, sau đó im thiên thít lặng mất tâm, mà chính chủ lẫn ekip không đưa ra một lời thông báo. Tuy nhiên, mới đây loạt hình ảnh mới được rò rỉ đã hé lộ những điều thú vị. Được biết, đây có thể là quá trình ghi hình tập cuối của Rainman Việt Nam và 8 thành viên chính thức đều xuất hiện đầy đủ, trong đó có cả Caric. Dù thực hư chưa biết ra sao, nhưng với sự trở lại từ huấn luyện viên Rap Việt, nhiều người hy vọng Rainman Việt Nam mùa 2 sẽ có một cái kết tốt đẹp.